mai sợ ma nhưng mà thích nghe chuyện ma thì bơi vô đây. Làm xong quýt xúc xích phô mai với Quỳnh và nghe câu chuyện kinh dị được gửi bởi bạn Nguyễn Ngọc Tường Vi mang tên Trạm Xăng Cũ. Vi kể năm đó nghỉ hè cho nên Vi được ba mẹ cho về ngoại chơi 2-3 tháng. Đường về quê khá là xa, càng rời xa thành phố thì nhà cửa càng thưa thớt dần. Khi đó là trời đã sập tối nhưng mà vẫn chưa có đến nhà ngoại. Ngồi trên xe khá lâu cho nên Vi muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên không thể dừng xe giữa đường được tại vì xung quanh cây cối tùm với lại tối om à. Đi một lúc nữa thì thấy một cái trạm xăng và cả gia đình Vi quyết định xuống đổ xăng và đi vệ sinh luôn. Trạm xăng này khá cũ và vì ở dưới quê cho nên rất là ít xe cộ đến đổ. Nhà vệ sinh khi đó chỉ có mẹ và Vi đi vào. Lúc xong thì Vi mở cửa nhưng mà không tài nào mở cửa được. Cái cửa phòng vệ sinh hồi nãy đẩy ra rất dễ nhưng mà bây giờ không hiểu sao nó lại kẹt cứng không đẩy ra được. Vi mới la lớn lên: mẹ ơi mở cửa cho con với, con ra không có được. Mẹ ở cái phòng kế bên Vi, vậy mà Vi kêu mấy lần không có thấy mẹ trả lời. Trong cái sự tĩnh lặng đó thì Vi tự nhiên nghe thấy tiếng của một người đàn ông và một người phụ nữ đang cười nói bên ngoài. Vi cũng thắc mắc đây là nhà vệ sinh nữ mà sao lại nghe có tiếng đàn ông, nhưng mà thôi kệ, việc đầu tiên là phải cần thoát ra đã. Vi tiếp tục đập cửa từ bên trong và nói lớn: cô chú ơi giúp con mở cửa ra với. Lúc đó Vi hoảng loạn lắm luôn, khóc đến nơi rồi thì may quá nghe có tiếng mẹ gọi: Vi xong chưa, làm gì lâu dữ vậy con. Thì bỗng nhiên cái cánh cửa phòng vệ sinh tự động mở ra được. Vi bắt đầu khóc sướt mướt và nói: nãy giờ con gọi mẹ quá chừng mà sao mẹ không lên tiếng. Mẹ mới trả lời là không có nghe thấy Vi gọi gì cả. Vi nói với ba mẹ là còn có nghe tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ đi vào đây nữa, nhưng mà ba của Vi trả lời từ lúc mà đổ xăng rồi hai mẹ con đi vệ sinh đến giờ là nãy giờ không có ai vào trong trạm xăng nữa cả. Vậy là có thể Vi đã bị thứ ấy ấy nó hù dọa rồi. Kể từ đó thì Vi không bao giờ dám đi nhà vệ sinh ở trạm xăng hay là nhà vệ sinh công cộng nữa. Tắm xong tắm suối nơi mà có nhiều người mất rồi thì nơi đó mình tắm không có tốt đâu, dễ bị kéo lắm. Giống như những cô gái trong câu chuyện ngày hôm nay được gửi bởi một bạn giấu tên. Bạn kể hồi xưa ở dưới quê đi sâu xuống một xíu nữa có một con sông chảy nước rất là xiết. Mà ngày xưa những ai mà sống gần sông suối là đều biết bơi hết, vậy mà vẫn xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Con sông đó trước đây có một đám thanh niên nhậu xỉn rồi xuống đó làm bậy cho nên bị kéo. Và trong đó chỉ có 1-2 cái xác là nổi lên được tìm thấy, còn lại là biến mất xác luôn. Những người biết ở thời điểm đó thì nó là nỗi đáng sợ. Nhưng mà thời gian trôi đi, những con người ở hiện tại không có cảm thấy sợ nữa. Họ nghĩ đó là câu chuyện được ai đó bịa lên để hù dọa không có cho họ bơi thôi. Và trong đó có ba cô gái tên là Phương, Hà và Vân quyết định xuống đó tắm và kết cục bi thảm luôn. Vì thấy con sông trong trẻo mát mẻ, bỏ qua lời cảnh báo của người khác, ba người này đã xuống tắm. 10 phút sau thì một chị tên Vân chạy lên bờ và hô hào mọi người: cứu với, con Hà bị đuối nước rồi, con Phương bơi lại cứu, bị kéo luôn rồi. Những người dân ở gần đó nghe hô hào thì chạy đến nhưng không còn thấy ai dưới dòng sông đó nữa. Mấy ngày trôi qua luôn không thấy xác nổi lên. Người nhà của chị Phương với chị Hà mới mời thầy gọi hồn đến nhưng mà gọi cũng không có thấy ai lên. Đêm đó mẹ chị Phương ngủ và thấy con mình về báo mộng: mẹ ơi cứu con chết oan, con Hà bị đuối nước cho nên con cứu nó, con chết oan, mẹ ơi cứu con. Cũng đêm hôm đó chị Vân cũng nằm mơ thấy chị Hà về. Chị Hà trách: sao mày không cứu tao, để tao phải chết. Sáng hôm sau Vân cùng với mẹ của Phương đi tìm một thầy cúng khác, được người ta mách cho một ông thầy rất giỏi. Sau đó hai người bắt đầu chở thầy xuống dòng sông. Nhà của thầy khá xa, không hiểu sao đi đường cứ bị trục trặc này kia hoài. Tới nơi thầy làm phép và nói: ở đây có đám thanh niên chết lâu, chúng thành quỷ rồi, bắt mất hồn của hai người rồi, bây giờ chỉ có gọi xác rồi mang về thôi. Thầy làm phép lâu lắm và cuối cùng hai cái xác đó cũng nổi lên ở đầu sông bên kia, bị ngâm ở dưới sông quá lâu không còn nhận ra hình hài gì luôn. Kể từ đó thì con sông đó bị rào chắn cấm vĩnh viễn không cho ai xuống nữa. Người lạ trong gương đó không phải là bản thân mình, tự nhiên soi gương xong rồi bị nhập biến thành người khác luôn. Câu chuyện được gửi bởi bạn Xuân Mai, kể về người bạn của bà nội mình là cô Hai Huệ, cùng làm bánh nếp phô mai chân châu đường đen với Quỳnh mà nghe nha. Hai Huệ là chị cả trong gia đình khó khăn, học chung lớp với bà nội Mai mà sống kế bên nhà luôn. Cái thời xưa ai cũng nghèo hết cho nên là thiếu thốn đủ thứ. Mọi chuyện xảy ra khi ba của Hai Huệ nhặt được một tấm gương lớn ở bãi rác kế bên nghĩa địa và đem về cho Hai Huệ. Cái gương đó tròn to, nhìn cũng còn khá mới, khi soi lại thấy rõ mặt hơn cái gương cũ ở nhà nhiều. Hai Huệ thích lắm. Chuyện xảy ra sau đó một tuần khi cái gương được đem về nhà. Hôm đó cha mẹ của Huệ nghe tiếng la thất thanh trong phòng con gái thì bộ chạy vô. Huệ sợ hãi chỉ thẳng vào gương và nói: trong gương có ai đó. Nó nhìn Huệ với đôi mắt đỏ máu và nụ cười kinh dị. Khi ba mẹ Huệ kiểm tra thì không có thấy gì cả cho nên trấn an Huệ, nói rằng chắc là Huệ hoa mắt thôi. Nhưng mà kể từ ngày đó thì Huệ như biến thành con người khác. Bình thường Huệ giản dị mộc mạc không có trang điểm, bây giờ cứ dành hết thời gian ngồi trước gương rồi trang điểm lòe loẹt đậm. Có lần mẹ Huệ bắt gặp được con gái của mình trang điểm đậm rồi ăn mặc khá hở hang. Khi đó là 7 giờ tối, mẹ Huệ mới nói là: mặc đồ như thế này đi đâu vậy con? Huệ nhìn mẹ với ánh mắt xa lạ rồi trả lời: tôi là Mỹ Ánh không phải Hai Huệ. Rồi bỏ đi ra ngoài. Và tối nào cũng vậy, 7-8 giờ là Huệ lại trang điểm đậm rồi ăn mặc hở hang đi ra ngoài. Bố mẹ của Huệ đã đi theo, phát hiện con gái của mình đi với một người đàn ông rồi dẫn hắn ta vào trong bụi tre trúc lớn ở đằng sau nghĩa địa. Kinh hoàng hơn khi thấy Huệ cầm nắm đất nhét vào miệng người đàn ông, nhưng mà hắn ta không hề vùng vẫy, giống như có ma lực gì đó bắt hắn ta phải nghe lời. Ba mẹ Huệ gọi lớn: Huệ con làm gì vậy? Bị phát hiện, Hai Huệ đứng dậy rồi bỏ chạy. Tìm kiếm mãi không thấy đâu thì 4 giờ sáng Huệ mới trở về với khuôn mặt phờ phạc. Huệ nói không nhớ mình đã đi đâu nữa, giống như cơ thể của mình bị ai đó điều khiển. Từ ngày có chiếc gương mà Huệ bị như vậy cho nên ba của Huệ quyết định đem chiếc gương đó ra bãi rác vứt lại lần nữa. Tuy nhiên Huệ vẫn không có tiến triển tốt hơn, bắt buộc cả gia đình phải mời thầy về. Hóa ra chủ sở hữu của cái gương cũ đó trước đây là một người phụ nữ. Cô ta bị chồng bội bạc và đi theo nhân tình trẻ hơn. Cô ta đã tự vẫn và ám vào chiếc gương này rồi nhập vào Huệ và đi trả thù những người đàn ông cưa cẩm cô ta trong thân xác Huệ. Cuối cùng thầy cũng phải làm phép và đập gỡ chiếc gương đó để cho cô ta siêu thoát, và Huệ đã trở lại bình thường là một cô gái ngây thơ giản dị như trước. Chiếc gương đó không biết của ai và đã nằm ở bãi rác đó từ bao giờ. Ba của Huệ cũng không bao giờ dám nhặt đồ ở bãi rác gần nghĩa địa mang về nhà nữa.
Chơi yes no vui thì không sao, mà su su thì bị dính. Nói rồi mà đâu có nghe đâu. Câu chuyện được gửi bởi bạn Ly Sunny Hoàng. Làm kem Oreo Sikula với Quỳnh và nghe nha. Ly kể nhà của mình gần nhà của ba đứa bạn Phúc, Vân, Trang. Cái năm đó nghỉ hè ở nhà cũng buồn nên tối hôm đó rủ tụi nó qua nhà chơi. Coi phim một hồi thì chán cho nên tụi nó gợi ý chơi trò khác. Một đứa mới có ý kiến là chơi yes no, cả đám thấy hay hay cho nên đồng ý luôn. Khi đó là 8 giờ tối. Thằng Phúc lấy tờ giấy ghi hai chữ yes no ở hai đầu rồi lấy cây bút xoay. Cả đám tắt đèn và đốt nến cho nó tăng thêm phần kịch tính. Thằng Phúc hỏi câu đầu tiên là ở đây có ma không? Và khi xoay thì đầu cây bút chỉ về chữ yes, nhưng mà không có đứa nào tin hết, còn bật cười khoái chí. Rồi thằng Phúc lại tiếp tục hỏi bạn có phải là quỷ không. Cây bút tiếp tục chỉ vào chữ yes, cả đám tiếp tục cười ồ lên và không tin. Con Vân nó kêu thôi chán quá không chơi nữa đâu, thôi bye bye về nha, cũng trễ rồi về ngủ. Cả đám giải tán và về nhà. Đêm hôm đó đang ngủ thì Ly nghe tiếng hét thất thanh ở trong vườn nhà mình, mở đèn lên thì thấy 2 giờ sáng rồi. Tiếng hét to như vậy mà có mình Ly thức, còn lại ba mẹ không ai nghe. Ra vườn kiểm tra thì thấy ủa thằng Phúc sao nó ngồi ngay gốc cây trong vườn nhà mình. Ly kêu nó thì tự nhiên nó xoay qua nhìn Ly với gương mặt rất là đáng sợ, sau đó cười kinh dị. Nó nhìn Ly chằm chằm rồi nhào tới, sau đó thì Ly không nhớ gì hết. Ly tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong bệnh viện, trên cổ có vết chày rất là đau. Mẹ của Ly ôm Ly và kể lại, mẹ đang ngủ thì nghe có tiếng lục cục ở dưới bếp cho nên mẹ xuống kiểm tra thì thấy Ly đang cầm một con dao và ứng vào cổ. May là can ngăn kịp thời cho nên vết thương không sâu. Ly mới nói là tối qua gặp thằng Phúc ở ngoài vườn, nhưng mà mẹ Ly nói không thấy thằng Phúc nào cả. Ly vẫn không tin cho nên mẹ Ly đã gọi cho mẹ thằng Phúc và xác nhận thằng Phúc tối qua vẫn ở nhà ngủ bình thường. Ly sợ hãi lắm mà không có dám nói mẹ là mình chơi yes no, cho nên sau khi ra viện thì có nói mẹ dẫn lên chùa mua sâu chuỗi đeo để cầu bình an. Sau đó thì Ly sống bình thường, không có gì xảy ra nữa cả.